Today's enlightening entertainment will be presented in Aulacese or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. Âu Lạc Việt Nam là một quốc gia có nền văn hóa cổ truyền. Âm nhạc của Âu Lạc rất phong phú. Từ thời xa xưa đã có biết bao nhạc cụ rót vào hồn dân tộc, những âm thanh đa dạng như nhạc trống đồng, nhạc gồng, nhạc đàn đá, đàn võng, đàn tre dây nứa, chiêng khèn. Vào năm 2003, nhã nhạc, một loại nhạc cung đình Huế đã được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO công nhận là một kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể của thế giới. Âm nhạc Âu Lạc thể hiện nét đặc biệt của từng địa phương, như miền Bắc có dân ca quan họ, miền Trung có ca Huế, miền Nam có cải lương. Ngoài ra còn rất nhiều thể loại khác qua các điệu hò, các điệu lý, ca trù, hát bội, hát chèo, hồ quảng, vân vân. Thật vậy, âm nhạc tiềm tàng trong tâm hồn mọi người dân trên đất nước xinh đẹp này và luôn lưu truyền cho đến ngày nay. Miền Bắc Âu Lạc có một nghệ thuật dân ca là hát sầm phổ biến ở miền Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ. Đây là một thể loại hát dong thuở xưa. Trong một buổi họp mặt cùng nhóm nhỏ hội viên chúng tôi vài năm trước đây, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng sáng tác và hát theo thể điệu hát sầm những vần thơ do Ngài viết lúc ngoài 20 tuổi tại Đức Quốc, nguyên tác tiếng Anh do chính Ngài phiên dịch sang tiếng Âu Lạc Việt Nam. Kính mời quý vị thưởng thức sau đây trích đoạn bài hát sầm Đời Trăm Tuổi do Thanh Hải Vô Thượng Sư sáng tác và trình bày. Đêm này ta thật quảng điên, nhưng đời mà ai chẳng mê quên đại cuồng. Để ra cơm áo mấy trận tuồng, sống thua rồi xác lộ giữa muôn nẻo đời. Dẫu còn một chút tình vơi, cũng không mà đổi được trận cười cho ai. Ta về chuộc dáng ngày hôm nay, người rằng luận một ý bàn hai, rồi ra đi cùng nắm mà có phải bên đường. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta. Chèo là một nghệ thuật sân khấu dân gian phát sinh từ vùng Trung Châu và đồng bằng miền Bắc Âu Lạc. Có nhiều ý kiến về thời điểm khởi đầu của nghệ thuật hát chèo, sớm nhất là từ thế kỷ thứ tư trước công nguyên và cận đại hơn là vào thế kỷ thứ 14 cuối đời nhà Trần. Chèo thuộc thể loại sân khấu tự sự dân tộc, kể lại những câu chuyện qua sự kết hợp giữa âm nhạc, hát và múa. Một trong những điểm đặc sắc của nghệ thuật hát chèo là sự diễn tả khéo léo qua từng cử chỉ và động tác tinh tế. Trong các dịp hội hè ở đồng bằng miền Bắc Âu Lạc, người dân thường nao nức đón xem hát chèo. Những lời hát thấm nhuần màu sắc ca dao tục ngữ, trong bi ai có trào lộng, tràn đầy những phẩm chất bình dị, dân dã, nhưng không kém phần thâm thúy.
Nàng chú Ba là vừa Chèo dựa theo truyền thuyết Phật Bà nghìn mắt nghìn tay trong kho tàng truyện cổ Phật giáo. Nàng chú Ba thuật lại công hạnh của vị công chúa thứ ba đời vua Trang Vương, một người có tấm lòng hiếu đạo, từ ái và đức hy sinh vô bờ bến. Câu chuyện cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh về nhân quả báo ứng nghiêm trọng đối với những hành vi phương hại đến các bậc chân tu đức độ. Vua Trang Vương và Hoàng hậu sinh được ba nàng công chúa, nhưng chỉ có công chúa thứ ba Diệu Thiện, hay còn gọi là chúa ba, vẫn chưa thành gia thất. Nhân ngày mừng thọ của mình, vua Trang Vương đã quyết định tác hợp chúa ba được thành hôn cùng tướng công Ngưu Mã, một người văn võ song toàn, cũng để nối ngôi Mai Hậu. Trước vệ rồng, chúa ba bày tỏ tâm nguyện xuất gia, còn nếu phải vu quy, công chúa xin được kết duyên cùng một người biết cứu dân độ thế, đó là Lương Y Triệu Trấn. Vua cha tức giận, truyền lệnh cách chức Triệu Trấn và đuổi chúa ba ra khỏi hoàng cung. Chúa ba tìm tới chùa Bạch Tước tu hành với sư ông, nhưng vua cha lại phái Ngưu Mã tới chùa bắt nàng hoàn tục. Sau đây, kính mời quý vị xem phần 2 vở chèo Nàng Chúa Ba của soạn giả Trần Chí Chắc, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vân Quyền trong vai công chúa Ba, Hải Điệp trong vai vua cha, Hồng Minh trong vai hoàng hậu, Quốc Anh trong vai tướng quân Ngưu Mã, Ngọc Kình trong vai Lương Y Triệu Trấn, Huyền Thanh trong vai công chúa Diệu Âm, Thanh Mạn trong vai công chúa Diệu Thanh, Vũ Ngọc trong vai Hề, Đoàn Vinh trong vai Nhất Phò Mã, Trần Hải trong vai Nhị Phò Mã, Xuân Vượng trong vai sư ông, Thu Biên trong vai sư bà cùng các nghệ sĩ khác. A Di Đà Phật, xin tướng quân cho nghe lệnh chỉ. Sư thầy cứng cổ thật. Được, ta cũng chiều theo ý sư thầy. Tất cả quỳ xuống nghe lệnh chỉ. Chỉ vì vương quốc, ta Đức Trang Vương nay xuống lệnh truyền chúng dân được biết, nàng công chúa Út tên gọi chúa Ba, trốn mẹ trốn cha tu chùa Bạch Tước, phải hồi chiều gấp không được quy y, nhà chùa bao che lệnh cho triệt hạ. A Di Đà Phật, chùa Bạch Tước là nơi am vắng, chốn quê nghèo thanh đạm chân tu, quyền quý cao sang đâu bước tới cửa chùa mà gót ngọc hài hoa ẩn dấu. Lấy ra, trói sư thầy lại. Mô A Di Đà Phật, xin tướng quân hãy rủ lòng thương xót, kẻ tu hành đâu dám say ngoa, vì oan khiên mà chịu cảnh khảo tra. Các tăng ni xin thay người chịu tội. Các đạo hữu hãy đứng cả lên, ta có tội riêng mình ta chịu tội, duyên cớ đâu liên lụy tới tăng ni. Phật dạy rằng cứ một người phúc đẳng hà sa, ta nguyện đinh ninh theo lời Phật dạy. À, thì ra sư thầy nói rằng cứu một người phúc đẳng hà sa, có nghĩa là sư thầy đã tắt tâm che giấu chúa ba, cứ nọc cổ đấy đủ trăm roi là phải khai tất. Lấy ra đấy. Cửa Phật từ bi không dung điều ác. Hỡi các đạo hữu, hãy nghe ta nói đây. Nếu quả tình công chúa ba đến tu ở chùa này, thì đó là niềm kiêu hãnh của các tăng ni Phật tử. Hãy thắp hương lên thỉnh cầu Đức Thế Tôn, sinh vì đạo, tử vì đạo. Các đạo hữu hãy lấy máu mình rửa vết nhơ trần thế. Sư thầy thi gan với ta sao? Quân dạ, phóng hỏa đốt chùa để chúa ba không còn nơi ẩn náu. Đúng.
anh một khúc về. Oh,
phải trăng chiều chân tiên sinh thanh bạch siêu hiền, người vẫn lặng im như cây thuốc quỳ. Chiều chân chàng ơi, trở lại đường tu. Mô Phật, theo lệnh của Đức Thế Tôn ngự tại chùa Hương Tích. Thank you.
Thế là đức vua tôi bỗng dưng lâm bệnh trọng, cơn đau đớn dày vò hành hạ suốt ngày đêm. Bỏ mặc ngai vàng hiu quạnh trống trơn cung điểm, âm u thèm son lạnh lẽo. Chà, hai bà con gái thì chẳng thèm sầu thảm, chỉ tìm thú vui chơi cùng chàng mã họ Nghiêu. Chín tiệc đàn ca là lướt sớm chiều, rồi lại còn cắm cả hai cái sừng lên đầu hai chàng dễ quý. Ôi thế mới biết trong kinh Phật có nhân có quả, đạo lý ở đời có trả có văn. Vua thì lúc tỉnh lúc say, trong cung một lúc nhàn nhớ. Sao ta đau đớn thế này? Mọi người đã bỏ ta đi hết rồi sao? Hoàng hậu đâu? Các con gái của ta đâu? Ấy đã muôn tâu bệ hạ, các văn võ bá quan sợ lây bệnh hủi của bệ hạ cho nên nó trốn sạch cả rồi. Chỉ có hoàng hậu là than khóc ngày đêm, còn hai công chúa của đức vua thì suốt ngày đâu đuổi vui chơi yến tược cùng với tiếng công yêu mã. Thì ra các quan sợ lây bệnh hủi của ta, còn các bà con gái thì đang vui sướng vì ông bố mình sắp chết. Ôi mẹ hạ ơi, mẹ hạ, ôi trời ơi. Mẹ ơi. Dạ. Ta chỉ thương cho hoàng hậu, người đã vì ta mà chịu khổ cả một đời. Ôi trời, mẹ hạ này cho đau rồi, ôi trời mẹ hạ ơi. Ôi mẹ hạ ơi, nhất gì bỏ mà đâu, nhất gì bỏ mà đâu, các vị hãy vào làm trò vui cho mẹ hạ. Mẹ ơi, có chuyện gì? Có chuyện gì đấy? Đức vua lên cơn đau đớn, hai vị hãy vào làm trò vui cho bệ hạ. Vào đi, vào. Vào. Hai vị không vào hả? Được rồi, tôi sẽ bảo với hai công chúa. Khoan đã hè ơi, để rồi ta sẽ vào. À, thế thì hai vị vào đi, vào, vào đi, vào. Dạ, muôn tâu phụ vương, lúc nào chúng con cũng ở bên người. Con vợ con nó chỉ mê mải rong chơi cho nên con phải thay mặt vợ con đến đây để chăm sóc phụ vương à. Dạ, thưa phụ vương, con cũng vậy ạ. Con vợ con nó rất là có hiếu với phụ vương. Nó đã giao trọng trách cho con luôn ở gần phụ vương và không được để phụ vương buồn à. Luôn phải có những trò vui để mua vui cho phụ vương à. Dạ, muôn tâu phụ vương. Bây giờ chúng con sẽ hát bài thơ về nỗi khổ con dê già cho phụ vương nghe. Nỗi khổ cái con dê già, các khanh đâu phải đến đây làm vui cho ta. Vợ
phải là những đứa con gái hiếu hạnh của ta. Đi! Cả một đồng tiền! Cả một đồng tiền! Ấy kìa! Nàng! Kìa nàng! Nàng ơi! Anh đã trổ hết tài mà phụ vương vẫn không vui! Nàng ơi! Anh hát hay thế mà phụ vương lại còn xua đuổi! Cứ tưởng là tài cắn lắm ấy! Thôi! Giờ thì hai ông hãy về đi! Bao giờ có lệnh mới được đến nghe chưa? Về thật! Về thật! Về! Mà các nàng không thấy đau đớn gì sao? Dạ, thưa tướng quân, em đau đớn lắm chứ. Tướng quân ơi, em giàu dĩ lắm chứ. Nói dối, các nàng không đánh lừa được con mắt ta đâu. Thâm tâm các nàng chỉ muốn cho ông cụ chết sớm, để ngai vàng kia lọt vào tay một trong hai phò mã chồng các nàng. Ta nói như vậy đúng không? Tướng quân nói đúng chỉ có một nửa. Sao vậy? Mong cho cụ chết sớm thì có, còn chiếc ngai vàng kia thì cả hai thằng chồng vô tích sự của chúng em thì làm sao ngồi vào đó.
vậy là chiếc ngai vàng kia chỉ xứng đáng với chàng. Nhưng mà có thật vậy không hỡi hai nàng công chúa? Sao lại không thật? Thì chính đức vua vừa đây mới nói ra điều đó. Sao? Đức vua vẫn quyết định truyền ngôi báu cho ta. Ồ, ngai vàng. Đêm nào ta cũng mơ thấy nó. Và quyền trường uy nghi độc nhất đế vương. Vậy còn hai phò mã chồng các nàng? Ôi, chúng em cũng ớn hai lão lắm rồi. Chúng em chỉ mong được khép hết nơi đền hoa xuân quê, bái kiến người lượng bề bao dung, mai ngày ngọc nghiệp thất phong, ăn mi che chở tất lòng chàng quên. Vua Trang Vương có nhị kiều công chúa, nơi đền vàng thơm ngát giả lan. Nếu mai này gió nổi cát lầm, hai nàng ấy trông cậy vào ta một lưỡi gươm đại địch. Vậy chúng em phải làm gì? Ôi, lại thế nữa cơ. Chúng tôi mua pha thuốc độc qua tay nhị phò mã để dâng lên. Có như vậy hai nàng mới được sổ lòng. Ôi, chúng em sợ lắm. Có gì mà sợ? Ông cụ sớm muộn rồi cũng phải chết. Nếu còn hai thằng phò mã kia, chúng sẽ cản trở công việc của chúng ta. Thôi, hai nàng hãy nghĩ kỹ đi. Nếu cần vào sự che chở của ta, thì hãy thi hành diệu kế. Xin tôi có thể thi hành diệu kế. Hai nàng diễm kiều công chúa, phép này thì kiệu vàng lòng tía thềm sông ta đồng đông tây cùng hai nàng lòng từ thiện của con ta.
mẹ có. Hoàng hậu, đây là chén thuốc quý đủ cả 100 vị sâm nhung từ hai hòn đảo xa xôi. Thần đã đem về đây để dâng lên phụ vương. Dạ kính chúc phụ vương mau lành bệnh ạ. Dạ, muôn tâu phụ vương. Còn đây là chén thuốc bổ tỳ, bổ phế, bổ cả tứ chi. Con đã phải lặn lội ngày đêm băng rừng vượt suối đem về đây để dâng lên phụ vương. Kính chúc phụ vương trường sinh vạn thọ. Chúc phụ vương trường sinh vạn thọ. Đức vua ơi, hai con đã dâng thuốc, xin người hãy uống để các con vui. Dạ, dạ. Xin mời phụ vương dùng thuốc ạ. À. Dạ, muôn tâu, xin đức vua đừng uống vội. Sao? Hai phò mã định bụng giết vua. À. Sao lại có chuyện ấy ông Miêu Mã? Không thể nào có chuyện đó được. Dạ, muôn tâu bệ hạ. Trong chén thuốc có pha độc dược. Ông Nghiêu Mã, ông không được phép nghi ngờ chúng ta như vậy. Ông Nghiêu Mã, ông không được phép nghi ngờ chúng ta như vậy. Nếu các vị quả quyết rằng trong chén thuốc không pha độc dược thì xin mời hai phò mã hãy vui lòng uống trước. Dạ, dạ muôn tâu phụ vương. Nàng ơi, chàng ơi, thuốc bổ tâm vô ngại gì không uống, uống đi nào. Muôn tâu bệ hạ, muôn tâu bệ hạ, có như vậy mới chứng minh được sự trong sáng của đạo nghĩa vua tôi ạ. Các khanh uống đi. Dạ, dạ. Nếu vậy thì chúng thần xin uống ạ. Nhị phò mã ơi! Nhị phò mã! Ta bị chúng gặp rồi. Phò mã ơi, ta bị lừa rồi. Mày, mày là mày con là đòi ta. Thế này là thế nào? Thì ra các con, các con định bụng giết cha phải không? Ta muốn đâu? Ta hiểu rồi. Thâm tâm các ngươi đều muốn cho ta chết sớm để các ngươi được tha hồ phè phỡn ăn chơi. À! Ôi các chú dê con của ta ơi! Quân, à, đem hai cái xác này vào. Trời ơi, đức vua người điên thật rồi. Không, ta không điên đâu. Ôi, tướng quân Nghiêu Mã, ta cảm ơn khánh đã vì ta mà kịp thời ngăn chặn những kẻ định giết vua. Ôi, tướng công Nghiêu Mã, ta cảm ơn khánh. Ôi, hỡi ông già phong hủy và bệnh hoạn kia, ông hãy đứng lên đi. Đứng lên và nghe ta nói đây. Kể từ giờ phút này, ta sẽ thay ông trị vì vương quốc. Ta đã nhường ngôi cho ông bao giờ đâu? Vậy thì bây giờ ông sắp phải làm việc đó. À, đây, giấy truyền ngôi, chỉ cần điểm chỉ của ông thôi. Nhưng mà bây giờ thì ta đã hiểu được lòng dạ của ngươi. Không, không bao giờ ta nhường ngôi cho một kẻ bất lương tàn ác. Không, không. Ông già phong hủy và bệnh hoạn kia, ông còn sức lực đâu và quyền hành đâu mà dám nói với ta những lời như thế. Đây, giấy truyền ngôi, ông ấy điểm chỉ vào. Không,
vừa thưởng thức phần 2 vở chèo Nàng Chúa Ba của soạn giả Trần Chí Chắc với sự góp mặt của các nghệ sĩ Vân Quyền trong vai Công Chúa Ba, Hải Điệp trong vai Vua Cha, Hồng Minh trong vai Hoàng Hậu, Quốc Anh trong vai Tướng Quân Ngu Mã, Ngọc Kình trong vai Lương Y Triệu Trấn, Huyền Thanh trong vai Công Chúa Diệu Âm, Thanh Mạn trong vai Công Chúa Diệu Thanh, Vũ Ngọc trong vai Hề, Đoàn Vinh trong vai Nhất Phò Mã, Trần Hải trong vai Nhị Phò Mã, Sơn Vượng trong vai Sư Ông, Thu Biên trong vai Sư Bà cùng các nghệ sĩ khác. Kính mời quý vị đón xem phần kết vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư. Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình Văn Nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lồ. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. We bid you farewell. For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.